để khai báo vào cái khách hàng hoặc là nhà cung cấp mà là một cái đối tượng theo dõi, chúng ta lần lượt vào khai báo khách hàng và nhà cung cấp. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là một cái màn hình có sẵn là được chia ra các cái ô cụ thể, như là chúng ta có thể thấy là bên cái trang bên cùng chúng ta có thể tổng hợp theo cái nhóm đối tượng, và cái nhóm đối tượng này các bạn có thể nhóm theo cái tiêu chí mà các bạn quản lý, ví dụ như là địa bàn hoặc là gì đấy. Ở trong đấy là cái ô bên phải các bạn có thể thấy là danh sách các cái đối tượng mà chúng ta cập nhật vào. Ở bên dưới thì chúng ta thấy là đối với những đối tượng thì chúng ta có thể lựa chọn cái cách thức quản lý là loại công việc hoặc là các cái tiêu chí để quản lý theo dõi cái đối tượng này. Ở cái màn hình này chúng ta thấy là chúng ta có thể kích vào đây và chúng ta ấn phím Ctrl N, hoặc là chúng ta kích chuột phải vào đây chúng ta chọn thêm. Các bạn có thể thấy là ở cái mã đối tượng ấy là cái chương trình sẽ tự động tăng lên ở cái số ký tự cuối cùng của các bạn. Đối với một cái đối tượng của chúng ta theo dõi là vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì chúng ta có thể chọn vào cái nút tích là cả hai. Chúng ta đánh tên đối tượng vào là công ty gì đó thì chúng ta thấy là ở nó thuộc vào cái nhóm đối tượng nào. Loại đối tượng các bạn có thể thấy là khi các bạn khai báo thêm thì các bạn sẽ ở cái danh mục loại đối tượng thì các bạn có thể lựa chọn địa chỉ diễn giải các bạn đánh vào cụ thể. Và ở đây có một cái tiêu chí quản lý nữa là các bạn có thể ghi vào cái số nợ tối đa và cái hạn nợ của chúng ta có thể tính trong ngày để sau này chúng ta có cái báo cáo theo dạng cảnh báo là quá hạn. Ở đây chúng ta có thể cập nhật thêm các cái thông tin khác để theo dõi khách hàng, đặc biệt là cái mã hồ sơ thuế các bạn. Lưu ý các bạn sẽ phải vào để sau này tiện lợi cho cái việc là các bạn làm báo cáo thuế. Và ở đây cái tài khoản ngân hàng thì các bạn nhớ là khi nào chúng ta chuyển tiền ấy thì cái tài khoản ngân hàng của khách hàng này là chúng ta thường lựa chọn là cái tài khoản của khách hàng hoặc là nhà cung cấp sử dụng nhiều nhất. Ở đây là một cái tiêu chí là người liên hệ thì các bạn có thể theo dõi là cái người mà chúng ta hay thường làm việc với cái đối tác của mình, email, số chứng minh thư, ngày cấp hoặc là nơi cấp, các cái tỷ lệ chiết khấu cho các cái trường hợp là kinh doanh thương mại. Qua một quá trình làm việc lâu dài đối với cái đối tượng của mình mà khách hàng này không còn theo dõi nữa, các bạn có thể sử dụng một cái nút ngừng theo dõi để các bạn không còn theo dõi đối với đối tượng này nữa. Thế thì sau khi khai báo xong thì chúng ta chọn nút lưu và đóng.